Đây là đồ cổ của 15 năm về trước á. Dễ sợ ha. Lắng nghe bản thân của mình. Anh nghĩ trong tất cả những kỹ năng về giao tiếp thì có lẽ đây là kỹ năng quan trọng nhất và bị xem nhẹ nhất trong nghệ thuật giao tiếp, đặc biệt là trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Bình thường trong một gia đình thì một đứa trẻ sẽ luôn được nhắc nhở là con phải nghe lời người lớn, phải nghe lời cha mẹ, ông bà để rồi trở thành một đứa con ngoan. Và sau này khi mà cha mẹ bắt đầu gửi con cái vào trường thì trước khi đưa nó vào trường họ sẽ nhắc là vào lớp thì con phải vâng lời thầy cô, nghe lời giám thị và không được cương với sao đỏ. Và rồi sau này khi chuẩn bị ra trường thì thầy cô lại nhắn nhủ những học trò của mình là mai này vào đời, ra xã hội, đi làm, các em phải nghe lời đàn anh, đàn chị, phải tuân thủ mệnh lệnh của cấp trên. Và rồi mạng xã hội, internet, sách về self-help ra đời và chúng ta được khuyến khích về việc lắng nghe về lối sống, về bí quyết thành công của những tỷ phú, của những người nổi tiếng, của KOL, của celebrity, của YouTuber. Để rồi đến khi về già, gần đất xa trời rồi thì chúng ta được khuyên là phải lắng nghe lời răn của Chúa, của Phật, thì sau này chết mới mong được lên thiên đàng, được sớm siêu thoát. Anh không hề có ý định chống đối tất cả những cái lời khuyên đó, bởi vì suy cho cùng thì cha mẹ, ông bà, thầy cô, sếp, thủ trưởng, vợ mình hay là ngay cả Chúa Phật đều là những người mà về mặt cơ bản là thương mình và lo lắng cho sự phát triển, cho an nguy của mình. Duy chỉ có một vấn đề duy nhất, đó là mặc dù họ thương mình và lo lắng cho mình nhưng chưa chắc họ đã thật sự hiểu mình. Do đó cái lời khuyên, định hướng hoặc mệnh lệnh của họ có khi nó đúng với họ và đúng với rất nhiều người, nhưng chưa chắc nó đã đúng với chính mình. Vì vậy mà anh nghĩ là thiếu sót lớn nhất đó là gần như trong cả cuộc đời của mình, chúng ta chưa bao giờ được khuyến khích hoặc hướng dẫn cách để lắng nghe cái người đầu tiên và quan trọng nhất, đó là chính bản thân mình. Và hệ quả đáng tiếc của sự thiếu sót đó chính là việc rất nhiều người chúng ta ngày hôm nay lớn lên và biết rất rõ là cha mẹ, thầy cô, sếp, đồng nghiệp, bạn bè và cả cái xã hội này mong đợi gì ở mình. Chỉ là mình không thật sự biết là mình đang muốn cái gì, cần cái gì và nên làm cái gì cho riêng mình. Xin chào các bạn, anh là Nguyễn Hữu Trí, còn Mr. Well là em thầy đẹp trai và chuyên cà khịa đến từ học viện Awake Your Power. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ trao đổi về chủ đề cách để lắng nghe bản thân mình. Sẵn sàng chưa? Anh thì chưa sẵn sàng. Có vài cái mà anh phải disclaimer, anh phải nói trước nha. Đó là đây chỉ đơn thuần là những cách mà anh đang sử dụng để kết nối với chính anh và anh thấy nó phù hợp, chứ tuyệt đối không phải là cách duy nhất và có khi không phải là cách phù hợp nhất đối với các bạn. Anh chỉ mong là những cái nguyên tắc mà anh đã tuân thủ nó có thể giúp các bạn cái định hướng để tìm ra và mày mò ra cái phương pháp phù hợp nhất dành cho riêng các bạn. Bởi vì anh tin là tất cả chúng ta đều khác nhau và không nhất thiết phải bắt chước anh. Ok, let's go. Nguyên tắc số 1, you gotta have time for yourself. Các bạn phải có cái khoảnh khắc và không gian tĩnh lặng dành cho riêng mình. Và bây giờ anh sẽ tiếp tục nói trong lúc nhạc nền đang rất to và hỗn loạn. Và để ý là trong lúc anh nói như vậy thì các bạn sẽ không thể nghe thấy anh nói gì hết, bởi vì anh Minh sẽ edit cho cái âm thanh lúc này nó rất là ồn ào và nó rất là noisy. Ok ha. Hiểu ý anh không các bạn? Làm sao mình có thể lắng nghe được nếu xung quanh mình nó ồn ào như một cái chợ và tất cả những tin nhắn, email, notifications, điện thoại của người này, kẻ kia, những lời khen, chê, xì, xầm. Thì làm sao mình có thể lắng nghe được? Cho nên phải dẹp hết tất cả những thứ đó qua một bên trong một khoảnh khắc thôi cũng được để lắng nghe. Phải lắng lại thì mới nghe được.
lên cho mình một khoảng thời gian nhỏ mỗi ngày và chỉ dành nó cho riêng các bạn. Tập thể dục nhẹ nhàng, tập yoga, đi dạo loanh quanh sau khi ăn tối, ngâm mình trong bồn tắm. Về mặt cơ bản, cách ly với những thiết bị công nghệ và những mối quan hệ xung quanh, chúng ta buộc phải có một chút thời gian chỉ dành riêng cho mình. Hiểu ý anh không? 15 phút thôi cũng được. Đối với riêng anh thì đó sẽ là việc pha cà phê vào mỗi buổi sáng. Anh sẽ nấu nước, anh sẽ sắp xếp các vật dụng, anh sẽ xay cà phê, ngửi cà phê, và rồi anh sẽ bắt đầu rất là từ tốn để pour nước. Và trong cái khoảnh khắc đó, anh sẽ tập trung hoàn toàn vào cái nghi thức đó và tìm cho mình cái sự tĩnh lặng của riêng anh. Và dù cho ngày hôm đó nó có bận rộn, nó có áp lực và nó có rất nhiều những công việc hoặc là những cuộc họp hành, những cái buổi huấn luyện, thì không thứ gì được phép làm phiền 10 phút rất thiêng liêng đó của riêng anh. Và sau 10 phút thì anh sẽ pha được cho mình cái ấm cà phê của riêng anh, đúng không? Và nếu anh có thời gian thì anh sẽ dành thêm khoảng chừng 15 phút để uống hết cái bình cà phê đó. Còn nếu không thì anh sẽ nhâm nhi một cách nho nhỏ trong vòng khoảng 2 phút và anh sẽ đổ phần còn lại vào cái bình mà mang đi làm. Cái nghi thức đơn giản đó nó cho anh cái sự tĩnh lặng để kết nối với những cái cảm xúc, những suy nghĩ chân thật hơn của riêng mình. Right? Đó là lúc mà mình có cái chức năng gọi là noise cancellation. Đúng không? Mình tắt hết tất cả những cái âm thanh ồn ào xung quanh đó và connect with yourself. Right? Và đối với cá nhân anh, đó là một cách rất tuyệt vời để anh bắt đầu một ngày của mình. Anh tin vào những cái nỗ lực nho nhỏ và đơn giản mỗi ngày. Lắng nghe bản thân của mình cũng giống như là ăn uống và hít thở đều đặn mỗi ngày, chứ không phải là chúng ta nhịn đói liên tục suốt 3 tháng và rồi tập trung ăn ngấu nghiến trong 10 ngày liên tục. Các bạn sẽ chết lắm. Hiểu ý anh không? Cho nên cái nguyên tắc đầu tiên đó là set time for yourself. Cái khoảng thời gian chỉ dành riêng cho mình. Cắt hết tất cả những cái sao động ồn ào bên ngoài một chút nho nhỏ mỗi ngày. Bí quyết số 2: trò chuyện với chính mình. Thẳng thắn đi, là để lắng nghe bất cứ ai thì mình phải có một cái cách nào đó để mình trò chuyện với họ, đúng không? Cho nên là để lắng nghe bản thân mình, các bạn cũng phải set up một cái hoạt động gì đó để trò chuyện với chính mình. Và đây là lúc mà các bạn phải có cái cách hiểu mà nó deep deep một chút nè, giống như trong phim kiếm hiệp á. Tức là trò chuyện ở đây không nhất thiết là phải ngồi nói và nghe bằng lời. Alright. Nếu ai xem phim kiếm hiệp rồi mình sẽ biết là những cái đại cao thủ trong phim á, họ có những cái cách để trò chuyện với nhau thông qua một ván cờ, thông qua việc tấu lên một khúc tiếu ngạo giang hồ gì đó cùng với nhau, thông qua một bức họa, một cái chữ viết, thông qua một bài thơ hoặc một trận đấu kiếm. Và cái activity đó, cái hoạt động đó, nó giúp họ thấu hiểu nhau. Và tại sao mình phải đi lòng vòng giống vậy? Bởi vì để ý nha các bạn, là khi mình trò chuyện với chính mình á, thì cái việc mà mình ngồi mình tự nói, tự nghe, tự trả lời mình á, nó dị lắm, nó hơi bất thường. Cho nên chúng ta sẽ phải tận dụng những cái phương pháp của những cao nhân trong võ hiệp. Tức là tận dụng một cái hình thức nghệ thuật nào đó để giải bày cảm xúc, tâm tư, suy nghĩ của mình với mình. Right. Và vì vậy, đến thời điểm này các bạn sẽ thấy là gì? Là nó thiên hình vạn trạng, kinh khủng lắm. Có người sẽ chơi đàn để giải bày những cảm xúc của mình, những suy nghĩ của mình. Có bạn sẽ lựa chọn việc nấu ăn, right? Nghịch ngợm ở trong bếp. Có bạn sẽ tập yoga hoặc là tập múa. Có bạn sẽ vẽ, sẽ viết rap,
và tất cả những cái loại hình nghệ thuật thực chất nó đều là cái phương thức để chúng ta kết nối và express, bày tỏ chính bản thân mình. It's beautiful, right? Đối với anh nghe thì anh không phải là cái người thích múa may quay cuồng hoặc là thích vẽ. Anh vẽ cũng không đẹp, anh hát rất hay nhưng không ai tin điều đó. Thì anh sẽ dùng một cái phương pháp, alright, đó là anh dùng cái việc là viết và chạy bộ. Ok, thì đây là hai cái nghi thức đơn giản anh sử dụng để lắng nghe cơ thể của anh, hơi thở của anh, lắng nghe cảm xúc và suy nghĩ của chính anh. Right. Thì đây là cái công cụ truyền thống, cái phương pháp của riêng anh thôi, đúng không? Đây, đây là cái đống chiến tích của anh sau sau hơn chục năm, đúng không? Và đầu tiên nha, thì nói về chuyện viết nhật ký đi, thì anh hiểu là thời buổi công nghệ ngày hôm nay thì chắc chắn là sẽ có bạn cảm thấy thoải mái hơn trong việc viết bằng bằng máy tính nè, viết blog nè, hoặc là dùng smartphone, đúng không, để viết ra những cái suy nghĩ, những cái cảm nhận của mình. Và anh rất tôn trọng cái sở thích và cái định hướng, cái thói quen đó, right? Nhưng mà nếu có một lý do mà cho tới giờ anh vẫn thích sử dụng những cuốn sổ truyền thống là bởi vì nó là những công cụ đơn nhịp, right? Các bạn sẽ hiểu rất rõ điều này trong cái video clip về khả năng tập trung, đúng không, và đa nhịp, đơn nhịp mà anh đã chia sẻ, right? Thì nó giúp cho anh tập trung hơn. Bởi vì thẳng thắn nha, là smartphone là một cái công cụ rất tiện lợi, nhưng nó cũng rất dễ gây nhiễu động và gián đoạn những tư tưởng của các bạn, bởi vì tất cả những tin nhắn của điện thoại hoặc notifications, right? Cho nên là đối với anh thì anh lựa chọn cái công cụ đơn nhịp truyền thống này, đó là viết nhật ký. Thẳng thắn đi là cũng có bạn đã từng viết nhật ký nhưng mà vì họ không biết cách viết và không biết viết cái gì, cho nên sau một thời gian họ đọc lại nhật ký của mình, họ thấy nó toàn là những cái mớ hỗn độn của những cảm xúc tiêu cực, u uất, và họ thấy nó vô nghĩa, thế là họ dừng lại. Alright, cho nên là cái tiếp theo xin chia sẻ sâu hơn chút xíu, đó là khi mình viết để lắng nghe hoặc là làm để lắng nghe thì nghe cái gì, right? Có ba thứ mà anh sẽ lắng nghe theo thứ tự luôn. À, anh muốn nhắc lại nghe, đó là cái việc viết nhật ký là cái cách của riêng anh thôi nghe, chứ còn các bạn hoàn toàn có thể dùng nhảy hiện đại, tranh vẽ hay là nấu nướng, những cái phương thức của riêng các bạn để kết nối với chính mình. Ok ha. Cho nên là mình phải tìm được cái phương thức phù hợp nhất và mình cảm thấy thoải mái nhất đối với nó ha. Đối với vợ anh là tập yoga chẳng hạn, là 10 năm chị không có bỏ. Ok, rồi cái đầu tiên đó là lắng nghe cảm xúc của mình. Ok, và đây là cái quan trọng đầu tiên mà mình cần phải lắng nghe, thậm chí giải tỏa và lắng nó lại. Bởi vì khi mà cảm xúc nó cuồn cuộn lên trong lòng của mình thì cảm xúc nó sẽ phóng đại hoặc là méo mó đi tất cả những cái nhận thức, những cái góc nhìn, những cái suy nghĩ của chúng ta, và đó là điều rất nguy hiểm, right? Cho nên là mình phải lắng nghe và giải tỏa được những cái cảm xúc trước. Ok, và khi các bạn lắng nghe những cảm xúc của mình thì nguyên tắc quan trọng nhất đó là chấp nhận và thấu hiểu. Tuyệt đối không được đè nén những cảm xúc tiêu cực hoặc là bơm thổi những cảm xúc tích cực của mình. Alright, nếu bất cứ ai mà đã xem một cái bộ phim mà anh nghĩ rất là hay và thành công, đó là Inside Out, right? Thì chắc chắn các bạn sẽ rất tâm đắc với năm cái nhân vật đại diện cho năm cảm xúc bên trong của chúng ta trong bộ phim đó. Và mình sẽ nhìn thấy trong cái bộ phim rất là dễ thương, đó là cái nhân vật Joy là vui vẻ, luôn dẫn dắt và tìm cách để thay đổi, thậm chí cách ly sadness là u buồn, right? Và rồi dù cho Joy có cố gắng tới mức nào đi chăng nữa thì mình thấy là mọi thứ nó vẫn cứ rối tung lên hết. Và chỉ đến cuối bộ phim, khi mà Joy học được cách để tôn trọng và thấu hiểu sadness
thì họ mới nhận ra được là đằng sau cái nỗi buồn của sadness đó là sự đồng cảm, là sức mạnh, là sự thấu hiểu sâu sắc hơn và sự trưởng thành. Right? Thì it's beautiful. Đối với anh, đây là một trong những kiệt tác về tâm lý học được thể hiện một cách vô cùng dễ thương và sáng tạo. Ai chưa xem phim này nhất định phải xem nó. It's beautiful, right? Thì đến một lúc nào đó anh bắt đầu nhận ra là gì? Là thay vì chúng ta đè nén hoặc bỏ mặc những cái cảm xúc tiêu cực của mình, thì anh nên chấp nhận và thấu hiểu nó. Anh nhận ra là đằng sau nỗi sợ có khi là những cái thiếu sót nào đó trong sự chuẩn bị, trong một cái việc quan trọng nào đó trong cuộc đời của mình, đúng không? Đằng sau cái sự giận dữ có khi là những giá trị rất quan trọng mà mình tuyệt đối không muốn đánh đổi. Hoặc đằng sau sự tự ti thực chất là một cái khát khao để được trở nên mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn. Đằng sau sự day dứt đó là những giá trị quan trọng nào đó của chính mình mà anh đã vi phạm. Hiểu ý anh không các bạn? Sự thấu hiểu đó chính là cái nền tảng cho những thay đổi và nỗ lực để từng bước trưởng thành hơn, một cách chân thật hơn đối với mỗi chúng ta. Ví dụ nha. Wow. Đây là cái mà anh viết khoảng mười mấy năm về trước rồi. Mười hai năm về trước, năm 2008. Thật ra đây là một giai đoạn rất là hoang mang trong cuộc sống của anh. Đây là cái anh viết trên cái tờ giấy sau một cái buổi họp, đúng không? Là buồn quá, buồn đến héo rụt người đi mất. Người ta có thể chết được vì buồn không nhỉ? Thôi đừng chết. Cả ngày vụt đầu vào công việc, về đến khách sạn chợt thấy cuộc sống trống hoa trống hoác. Chẳng có ai đợi mình, chẳng có gì để háo hức. Buồn nằm phịch ra giường đến tối mịt thì mò đi ăn. Buồn. Cái thời điểm này là thời điểm rất quan trọng trong cuộc đời của mình. Năm 2008, đó là lúc anh bắt đầu nhận ra là cái cách mà anh thiết kế cuộc đời của anh nó không có thật, nó không có connected với chính anh ấy. Thì đây là cái lúc mà anh bắt đầu nghiêm túc hơn rất nhiều để quay trở về và tìm lại cho mình những cái mục tiêu chân thật hơn, chứ không chỉ là kiếm tiền thật là nhanh, trở thành 1 triệu phú. Thì đây là cái giai đoạn mà cái anh đối diện được với cái sự trầm cảm này, để rồi bắt đầu nghiêm túc hơn rất nhiều để lắng nghe bản thân của mình. Beautiful. Cho nên việc đầu tiên đó là anh sẽ lắng nghe, chấp nhận và từ từ thấu hiểu tất cả những cảm xúc của mình, và từ đó đưa ra cho mình những cái quyết định, những cái hành động cụ thể để thay đổi, để điều chỉnh, để phát triển. Right? Và lưu ý một việc, đó là nhật ký nó không phải là một cái bài thi tốt nghiệp lên lớp, cho nên là kệ bà nó, cứ viết thôi. Right? Không có đúng sai gì đâu nghe. Trải những cái cảm xúc của mình ra, đọc lại, nếu cảm thấy thông rồi thì mình đưa ra những cái hành động cụ thể, còn nếu thấy chưa thông thì mình viết lại xem là nó chưa thông chỗ nào, mình viết tiếp, đúng không? Cho nên là nó là một cái rất là personal, nó rất riêng của mình, và tuyệt đối đừng để nó bị phán xét bởi bất cứ một cái nguyên tắc, một cái luật lệ, một cái khuôn mẫu nào hết. Alright ha. Mình trải những cảm xúc của mình ra đã là một điều tuyệt vời rồi, để cho nó đừng có quằn tà là quằn trong bụng của mình nữa. Ok, tiếp theo là sau khi mình trải lòng của mình ra, lắng nghe được cảm xúc của mình và bình an hơn rồi, thì điều thứ hai các bạn nên làm đó là lắng nghe những cái nhận thức mới mẻ của mình. Đây chính là nền tảng của sự trưởng thành, của những thay đổi sâu sắc và lâu dài, những nhận thức mới mẻ về bản thân và về cuộc sống. Ok. Và nhận thức là gì? Nhận thức là nhận ra và thức tỉnh. Wow. Ok, để rồi mình không có u mê và lầm lạc nữa ha. Ví dụ như là cái lúc mà anh nhận ra là hoài thì ra mình là một người hướng nội, thì cái khoảnh khắc đó nó thay đổi hoàn toàn cái cách mà anh cư xử với chính mình, cách mà anh reset lại cái năng lượng cho riêng mình, cách anh xây dựng cái mối quan hệ của anh. Right? Cái ngày mà anh nhận ra
là một ông thầy giỏi là người dạy một phần bằng lời nói và chín phần bằng những cái việc mà họ làm. Thì trời má ơi, nó thay đổi hoàn toàn cái cách mà anh trau dồi năng lực giảng dạy của mình. Nó mở ra gần 20 cái dự án lớn nhỏ, những cái cuộc phiêu lưu trong cuộc đời anh sau đó, right? Và tất cả những cái nỗ lực đó cốt là để trở thành một ông thầy giỏi chẳng hạn, theo cái định nghĩa mới mà mình nhận ra được. It's beautiful, right? một cái anh nghĩ rất là dễ thương và chân thật nghe, mà anh đọc lại sáng ngày hôm nay thôi để làm cái video clip này, và anh thấy là it's beautiful, dễ thương lắm, hay lắm nè. Đôi khi những cái nhận thức đó nó đến từ những cái rất là vô tình, rất là nhẹ nhàng ha. Năm 2010 party with PQ, right, là một người bạn của anh, and a conger, right, là một cái buổi tiệc với bạn bè và những con đĩ. Thì cái cô gái này được mời đến như là một cái cô gái gọi, đúng không, để uống rượu và trò chuyện với mọi người, ok. Và khi mà mọi người mời cô ấy hát một bài hát thì cô ấy nói là cô ấy chỉ hát được những bài hát tin tin mà thôi, không có hay. Nhưng mà sau một hồi, khi mà những cái người trong bàn tiệc bắt đầu hát, thì có một anh tên là Phú, và anh hát một cái bài hát rất là hay, và cái cô gái đó xúc động với cái ca khúc, và cô ấy mới xin phép được hát. Và khi mà cô ấy cất lên cái tiếng hát thì nó là cái bài cải lương ở cái vùng quê của cổ, thì cái giọng hát của cổ đẹp kinh khủng. Cái bài hát đó nó trong sáng và nó đẹp, khiến cho tất cả những người trong bàn lặng người đi. Và đó là tiếng hát xuất phát từ một cô gái gọi. Cho nên ngày hôm đó anh nhận ra là gì? Là sâu bên trong của bất cứ một người nào đều có một cái khát khao, đều có một cái gì đó rất là chân thật. Một khi mà nó được đánh thức lên thì nó trở thành cái vẻ đẹp rất là thuần khiết, pure beauty. Thì ngày hôm đó là ngày mà anh có một cái cảm hứng từ một con đĩ. Nên đó, một bài học rất quan trọng để mình không đánh giá người khác dựa trên cái công việc hoặc hình thức của họ, đúng không? Wow, beautiful. Wow. Hoặc cái này rất là vui, là năm 2015, cái ngày mà anh nhận ra là cái que thử thai này có hai vạch. Tức là vợ anh có bầu đứa con thứ hai của mình, đúng không? Thì anh biết nhau là hai vạch KMNR. Và nó cho anh rất 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 nhiều cái niềm vui, đúng không? Khi mà mình chuẩn bị có đứa con thứ hai của mình, và nó cho anh cái cảm hứng để xây dựng cái playground, tức là những cái sân chơi, những cái nơi mà nó mang lại cái niềm vui cho những đứa trẻ ở Việt Nam, chứ không chỉ là cái áp lực, cái căng thẳng và những luật lệ hả. Thì đây là một cái khoảnh khắc rất dễ thương ha. Cuối cùng, viết lại cho mình những ấp ủ và những giấc mơ. Đó là điều thứ ba mà chúng ta phải lắng nghe, đúng không? Đừng giữ nó trong lòng, viết ra, vẽ nó, mô tả nó một cách thật là chân thật với chính mình, ok. Và cái điều thú vị nhất là gì? Là sau 15 năm anh viết nhật ký thì anh nhận ra là hầu hết những cái ấp ủ, những cái mục tiêu mà anh viết vào nhật ký của mình thì sớm hay muộn đều từ từ được hiện thực hóa. It's beautiful. Đâu rồi? Ok. Năm 2009, đầu năm 2009, right? Thì khi mà anh ngồi trên máy bay và bay về Việt Nam sau một cái conference ở bên Singapore, thì đột nhiên có một cái ấp ủ và một cái ý tưởng nó chạm vào mình, right? Và lúc đó anh không có nhật ký của anh, bởi vì nó được gửi chung với hành lý rồi, cho nên anh lật đật tìm một cái gì đó để anh có thể viết được. Thì tao móc ra cái này gọi là cái túi ói, cái túi nôm nằm trên máy bay của Vietnam Airlines hồi đó, đúng không? Và anh viết lại cho mình
một cái giấc mơ của mình, đúng không? Đó là the recession is our great opportunity. During the dark time, people need faith, new thinking and ideas. During the dark time, it's the best investment is investment into yourself, your growth. Tough time never lasts, but tough people will. 2009 must be your year. Alright. Thì cái khoảnh khắc này là khoảnh khắc nó cho anh cái inspiration, nó cho anh cái khát khao để xây dựng một cái ngôi trường để trang bị cho mọi người cái bản lĩnh, nghị lực, cái suy nghĩ, cái tư duy mới mẻ hơn để vượt qua cái khủng hoảng kinh tế ở thời điểm đó. Và sau 11 năm thì cái túi nôn này, cái điều được viết trên cái túi nôn này biến thành cái học viện của Wake Your Power này. Ok, đó là cái điều tự hào nhất trong sự nghiệp của anh cho tới ngày hôm nay. It's beautiful, right? Còn đây là cuốn nhật ký anh đang viết trong những ngày tháng này. Thì ngày 1 tháng 11, đúng không? Mình nói anh viết là gì? Là mình có hai giấc mơ lớn. Một là tôi sẽ đi trồng rừng ở Tây Nguyên, và hai là tôi sẽ làm một cái chuỗi video về hướng nghiệp thật sự cho ngầu đời sâu sắc. Ok. Còn đây là giấc mơ mới nhất, vừa mới viết ngày hôm qua luôn. Right. Đó là năm sau anh muốn hoàn thành cái chặng đua VMM 160 cây. Đây là chặng đua 100 dặm đầu tiên của Việt Nam. Làm ơn linh thiêng giùm tôi cái đi, viết được làm được nha. Và trong suốt mười mấy năm qua anh nghĩ là những cuốn nhật ký đã chưa bao giờ phụ lòng anh hết. Cho nên tin anh đi, it's gonna happen. Cho nên túm lại, ba thứ quan trọng nhất mà anh lắng nghe theo thứ tự khi trò chuyện với chính mình: cảm xúc, những nhận thức mới mẻ và những ước mơ của mình. Right. Cuối cùng, một thói quen thứ ba quan trọng nữa mà anh rất hay làm và nó thật sự rất có ý nghĩa với anh, đó là thói quen tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ mà mình chưa từng có, đến những nơi mà mình chưa từng đến. Để ý nha các bạn, để lắng nghe được những cái góc cạnh mới mẻ trong tâm hồn của mình thì có khi mình phải cho mình cái cơ hội được tiếp xúc với những cái kích thích mới mẻ từ cuộc đời. Cho nên tập thói quen thường xuyên tách mình ra khỏi cái lối mòn trong cuộc sống và trong công việc thường ngày của các bạn. Nếu ai đã làm việc với anh, right, thì họ sẽ biết là trong suốt hơn 10 năm qua, mặc dù anh là tổng giám đốc của công ty, nhưng anh không có bàn làm việc, và anh không có phòng làm việc của riêng anh không có cái ghế của anh, bởi vì về mặt cơ bản là anh không bao giờ ngồi yên một chỗ hết, anh không có chỗ. Cho nên trong công ty ấy, vui lắm mấy đứa, anh sẽ không bao giờ sợ bị mất ghế, bởi vì tao không có ghế để mất. Right. Anh sẽ luôn đi lòng vòng, right, gặp người này ở cầu thang, trò chuyện với người kia ở trong cái phòng co-working của bọn anh, hoặc là chém gió với một người nọ ở cái dưới gốc cây me ngoài sân của học viện, hoặc là anh sẽ trốn vào cái quán cà phê nào đó để ngồi viết script, để soạn bài giảng, hoặc là anh sẽ đến cái phòng thiết kế của một công ty may, right, để thảo luận về cái mẫu áo chạy mới mà bọn anh đang thiết kế, ghé qua showroom của cái xe mô tô mà bọn anh đang xây dựng và phát triển đấy, để bàn bạc về những cái công nghệ mới, những cái technology mà bọn anh muốn triển khai, muốn nghiệm thu. It's beautiful. Hoặc là đi test đồ ăn nè, đi test rượu nè, you know. Thì anh nghĩ là có quá nhiều nơi để tới, có quá nhiều điều mới mẻ để mà tiếp xúc và học hỏi. Và cái quá trình đó sẽ đánh thức lên bên trong các bạn cái sự hứng thú và tò mò mới mẻ, những ý tưởng, những ấp ủ, hoặc là những cái thấu hiểu sâu sắc hơn về chính mình. Right. Gọi là đi để trở về, nó không sai chút nào hết. Chỉ là trở về ở đây, đó là trở về ngôi nhà quan trọng nhất, là tâm hồn của chính mình. Hiểu ý anh không? Cho nên túm lại cái chia sẻ này nghe,
ba nguyên tắc mà anh đã sử dụng trong suốt hơn 15 năm nay để trò chuyện và kết nối với chính mình. Thứ nhất, phải dành được khoảng thời gian tĩnh lặng cho riêng mình. Thứ hai, tập thói quen để trò chuyện với chính mình để lắng nghe được ba thứ: cảm xúc, nhận thức và ước mơ. Thứ ba, đa dạng hóa những trải nghiệm, những tiếp xúc với thế giới bên ngoài để gợi mở cho tâm hồn bên trong của các bạn. Ok, cuối cùng giao bài tập. Anh muốn các bạn ngay bây giờ comment xuống bên dưới cho anh ba ý. Right, thứ nhất, các bạn sẽ ưu tiên khoảng thời gian nào trong ngày hoặc trong tuần cho riêng mình. Ok, thứ hai, các bạn sẽ dùng cái cách thức nào, cái hoạt động gì để trò chuyện với chính mình. Và rồi dĩ nhiên thứ ba, hãy kể cho anh nghe một vài trải nghiệm mới mẻ mà các bạn ấp ủ muốn tìm kiếm trong một tháng sắp tới. Ok, và dĩ nhiên đây là một cái thực hành mà chúng ta nên làm đều đặn. Tuy nhiên là nếu ở thời điểm này các bạn đã không làm điều đó trong một thời gian quá dài và sự dồn nén cảm xúc và áp lực bên trong của các bạn rất lớn, thì việc tự lắng nghe bản thân của mình có khi cũng rất là khó khăn, và có khi nó sẽ dẫn đến những cái góc nhìn tiêu cực và u uất. Thì trong trường hợp đó, anh đề xuất là các bạn nên cân nhắc để tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên nghiệp từ những cái người tư vấn. Ok, các bạn nên tìm hiểu về gói hỗ trợ tư vấn cá nhân miễn phí từ Học viện Awake Your Power, nơi mà có những bạn tư vấn viên có chuyên môn sẽ giúp các bạn lắng nghe, bóc tách được những suy nghĩ, những cảm xúc của các bạn, và rồi từ đó cùng nhau vạch ra một cái định hướng hành động cho riêng các bạn. Right, anh để link trong description để các bạn tìm hiểu. Ok, cuối cùng là hãy nhớ là chúng ta là một cộng đồng hành động, chứ không phải là những người chỉ nghe cho biết, nghe để giải tỏa. Cho nên ngay bây giờ đừng để bị cuốn vào những việc vụn vặt khác. Dành cho mình 30 giây để suy nghĩ và trả lời vào comment cho anh về những ý tưởng hành động của riêng các bạn. Nghiêm túc tìm kiếm cái sự hỗ trợ để kết nối lại với chính mình. Và đó là chặng hành trình xin được đồng hành cùng với nhau. Xí, nếu các bạn thật sự cảm thấy là những thông điệp và những cái nguyên tắc mà anh chia sẻ nó helpful và nó có thể giúp được cho các bạn hoặc là cho những người bạn của mình, thì nhớ là share cái video clip này, cái bài giảng này với bạn bè, với người thân của mình qua Facebook, qua WhatsApp, qua Zalo, Messenger, I don't know, right? Để biết đâu được những cái tư tưởng hoặc là những cái chia sẻ này có thể giúp thêm một ai đó nữa quay trở về và kết nối lại được với chính bản thân của họ, để rồi bình an hơn, hạnh phúc hơn. Và rồi đến một ngày nào đó mình nhận ra là đôi khi cái sự bình an và hạnh phúc của bạn bè, của gia đình, của người thân cũng là một cái điều tuyệt vời và ý nghĩa lắm để nuôi dưỡng sự bình an cho chính chúng ta. Right? Cho nên hãy cùng chung tay chia sẻ cái tinh thần và cái năng lượng bình an đó. Okay.